chuẩn bị chiến Việt Nam, UAE mời 5 lão đại châu Á đá giao hữu. Nhằm chuẩn bị thật tốt cho trận đấu với U23 Việt Nam, U23 UAE đã có một kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng. U23 UAE nằm ở bảng D vòng chung kết U23 châu Á năm 2020 cùng với các đối thủ là Việt Nam, Triều Tiên và Jordani. Truyền thông nước này từ Kora đã chỉ ra U23 Việt Nam đương kim á quân của giải chính là đội bóng đáng gờm nhất của bảng đấu. Ngoài ra, trên tờ Corale của UAE, tác giả đã đánh giá rất cao sức mạnh của U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo. U23 Việt Nam trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo là đội bóng cực mạnh. Dưới tay ông thầy người Hàn Quốc, các cầu thủ trẻ Việt Nam trở nên cực kỳ hứa hẹn, tràn đầy động lực. Họ là á quân của vòng chung kết U23 châu Á năm 2018. Cuộc đối đầu với Việt Nam sẽ vô cùng khó khăn và là trở ngại lớn nhất của UAE trên con đường tìm kiếm chiếc vé dự Olympic Tokyo. Chính từ lý do này, những quan chức đứng đầu của bóng đá UAE đã quyết định tổ chức giải giao hữu U23 quốc tế vào giữa tháng 11 và mời tới 5 lão đại của bóng đá khu vực như là Hàn Quốc, Saudi Arabia, Uzbekistan, Syria và Bahrain. Đáng chú ý, có cả đương kim vô địch U23 châu Á là U23 Uzbekistan. Vừa qua, U22 UAE vừa có trận đấu giao hữu với U22 Việt Nam tại sân Thống Nhất và đại diện Tây Á đã hòa đội chủ nhà với tỷ số là 1-1. Báo UAE đọc vị 4 điểm yếu của đội nhà trước trận gặp đội tuyển Việt Nam. Mới đây thì trang báo đã thẳng thắn chỉ ra 4 điểm yếu của đội tuyển UAE để cảnh báo đội nhà trước khi lên đường sang thi đấu với Việt Nam. Đội tuyển UAE đã chịu thất bại với tỷ số 1-2 trên sân của đội tuyển Thái Lan tại lượt trận thứ 4, vòng loại thứ 2 World Cup năm 2022 khu vực châu Á. Trận thua này đã khiến cho câu lạc bộ phải rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, bảng G, khi kém Thái Lan và Việt Nam 1 điểm. Trước lượt đấu thứ 5 tới đây, đại diện của Tây Á sẽ có chuyến làm khách đến sân vận động Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam vào ngày 14 tháng 11. Và ở trong trận đấu này, huấn luyện viên của UAE cũng không có được sự phục vụ của chân sút chủ lực Ali Ahmed vì án trong giò. Hiểu được khó khăn trong chuyến thi đấu xa nhà của đội tuyển UAE, truyền thông của nước này đã không ngần ngại chỉ ra những điểm yếu được phơi bày sau trận thua của Thái Lan để đội nhà nhanh chóng cải thiện và khắc phục. Theo trang Sun National đã nhận định, huấn luyện viên Maric cần phải thiết lập lại hàng thủ của đội tuyển UAE. Hai hành lang biên chính là tử huyệt của UAE khi cả 3 lần thua đều đến từ những pha tạt cánh. Các cầu thủ UAE chưa mang lại sự an tâm tuyệt đối và huấn luyện viên nên trao cơ hội cho các cầu thủ nhiều kinh nghiệm. Và mới đây thì đến lượt trang 24 đã thẳng thắn chỉ ra 4 điểm yếu mà câu lạc bộ UAE phải lưu ý trước thềm trận với đội tuyển Việt Nam. Đầu tiên, huấn luyện viên Van Maric gặp vấn đề trong việc dụng binh, đặc biệt là Omar, có vẻ như là anh chưa sẵn sàng xuất trận từ đầu ở các trận đấu quan trọng. Thứ hai, đội tuyển UAE luôn thi đấu dưới sức và không thể hiện được nhiều trong 45 phút đầu tiên. Thứ ba, hàng phòng ngự đang thi đấu thiếu chắc chắn, có rất nhiều tình huống mất tập trung và bị thủng lưới trong hiệp 1 trước Thái Lan và Malaysia. Điểm yếu cuối cùng là việc hàng công của ông Van Maric đã quá phụ thuộc vào chân sút Ali. Ở trận đấu tới thì số 7 sẽ không thể được tham dự và đòi hỏi vị huấn luyện viên 67 tuổi phải tính toán thích hợp. Trước đó thì tờ báo Kora cũng đã cảnh báo đội tuyển UAE về sức mạnh của dòng vàng. Đội tuyển Việt Nam đang thể hiện phong độ ấn tượng khi cả 3 trận, trong đó có 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Đội tuyển đặt dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo từng lọt vào vòng tứ kết ASEAN Cup năm 2019. Sau đó, UAE cần có sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến làm khách sắp tới. Chúng ta cần một chiến thắng để đảm bảo khả năng đi tiếp. Quyết để Thái Lan không kịp trở tay, thế Park Hang-seo triệu tập bổ sung một tiền đạo cắm cho đợt tập trung sắp tới. Cầu thủ Ngân Văn Đại nhiều khả năng sẽ được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập trong đợt tập trung sắp tới để chuẩn bị cho trận đấu với UAE ở vòng loại World Cup. Vào ngày 29 tháng 10 sắp tới, sau khi các trận đấu ở vòng bán kết cúp quốc gia kết thúc, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ bắt đầu đợt tập trung để chuẩn bị cho các trận đấu với UAE và Thái Lan tại vòng loại World Cup năm 2022. Trong những lần tập trung trước đó, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn luôn đau đầu với bài toán trung phong cắm. Những cái tên mới như là Hám Minh Tuấn hay là Nguyễn Việt Phong đã lần lượt thử sức mình. Nhưng người thì không thể tiếp tục vì chấn thương, người lại không đáp ứng được kỳ vọng. Trong các trận đấu với Indonesia và Malaysia, những cái tên quen thuộc như Công Phượng, Tiến Linh và Anh Đức vẫn được ông Park Hang-seo lựa chọn để đá cao nhất trên hàng công của đội tuyển Việt Nam. Để chuẩn bị cho những trận đấu được dự báo là sẽ vô cùng khó khăn trong tháng 11, huấn luyện viên Park Hang-seo rất có thể sẽ thử nghiệm những phương án chiến thuật và nhân sự mới. Và một trong những cái tên đầu tiên được ông thầy người Hàn Quốc lựa chọn, đó chính là Ngân Văn Đại của câu lạc bộ Hà Nội.
Theo những chia sẻ từ nhà báo Minh Hải trong chương trình bình luận trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hà Nội, nếu như tiền đạo Hà Minh Tuấn không thể nào bình phục hoàn toàn chấn thương, thì Ngân Văn Đại chính là người sẽ được triệu tập thay thế. Dựa trên thông tin này, có thể hiểu được vì sao Ngân Văn Đại chính là một trong những cầu thủ chơi quyết tâm nhất bên phía của Hà Nội trong trận đấu với Than Quảng Ninh. Anh cũng chính là người đã giúp cho đội bóng thủ đô có được bàn gỡ hòa ở cuối hiệp thi đấu đầu tiên. Nếu như được gọi, đây sẽ là lần thứ hai Ngân Văn Đại được lên đội tuyển quốc gia dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Lần trước, ông Park đã điền tên Ngân Văn Đại vào danh sách tập trung để chuẩn bị cho ASEAN Cup năm 2019 và cầu thủ sinh năm 1992 đã được trụ lại trong số 23 cái tên cuối cùng. Huấn luyện viên Thái Lan triệu tập đủ binh hùng tướng mạnh, quyết không để Việt Nam tranh ngôi đầu. Mới đây, huấn luyện viên người Nhật Bản đã triệu tập 32 cầu thủ được huấn luyện viên Nhật Bản lựa chọn để chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia và Việt Nam ở vòng loại World Cup năm 2022. Dù là chưa bình phục hoàn toàn chấn thương, Messi Thái Chanathip Songkrasin vẫn được nhấn tên vào danh sách. Huấn luyện viên Akira Nishino chờ đợi cậu học trò có thể đạt được trạng thái thể lực tốt nhất để bước vào hai trận đấu quan trọng. Trước đó thì Chanathip Songkrasin đã vắng mặt khi Thái Lan tiếp đón UAE, cũng trong khuôn khổ vòng loại World Cup. Các chấn thương ảnh hưởng khá nhiều đến tiền vệ này trong một năm trở lại đây. Một cái tên khác đáng chú ý chính là Thi Thiphan. Tờ Siam Sport đã từng bày tỏ lo lắng về khả năng tiền vệ trụ cột của đội tuyển Thái Lan sẽ không kịp trở lại sau chấn thương gặp phải từ hồi tháng 9. Nhưng mới đây thì Thi Thiphan đã ra sân hơn 10 phút trong màu áo của câu lạc bộ Oita tại Zilic. Tín hiệu cho thấy tiền vệ có lối chơi máu lửa này sẵn sàng trở lại đội tuyển. Nhiều cầu thủ quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam cũng được huấn luyện viên Nishino gọi lên tuyển Thái Lan lần này, như là Dangda, Supachai, Supachok hay là Chitando. Với lực lượng gần như là mạnh nhất, người Thái đã đặt mục tiêu giành chọn 6 điểm trước Malaysia và Việt Nam để củng cố ngôi đầu bảng, tiến gần đến chiếc vé vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup khu vực châu Á. Báo giới Trung Quốc ca ngợi bóng đá Việt Nam, quay lại trách móc đội nhà, sao không học theo? Có lẽ hiếm khi nào thấy truyền thông Trung Quốc lại đánh giá cao bóng đá Việt Nam như ở thời điểm hiện tại. Thời gian gần đây, không ít phương tiện truyền thông Trung Quốc đã dành giấy mực để nói về bước nhảy vọt của bóng đá Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Mới đây thì trang web của Trung Quốc đã bình luận rất đáng chú ý với nhan đề: bóng đá Việt Nam thật mạnh mẽ, tại sao không học Việt Nam? Quốc gia này đủ để làm tấm gương cho chúng ta. Website phân tích: nếu nói bóng đá Việt Nam là một cường quốc ở châu Á thì câu nói đó chưa hẳn là chính xác. Bởi thực tế, bóng đá Việt Nam giống như là đang thuộc top 2 châu lục. Đội tuyển quốc gia Việt Nam giống như là một phiên bản với trình độ thấp hơn so với đội tuyển quốc gia Nhật Bản. Nhưng bóng đá Việt Nam đã đối đầu với thế lực mạnh nhất của châu Á trong thời gian gần đây, từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Ả Rập Xê Út, Qatar, và Việt Nam đã dần thể hiện được sự tiến bộ vượt bậc của họ. Còn nếu nói ở phạm vi khu vực ASEAN, đội bóng quốc gia Việt Nam không chỉ là rất mạnh mà còn được coi là một người anh em của chúng ta ở Đông Nam Á. Việt Nam là một đội bóng mạnh nhất trong khu vực. Cả đội tuyển quốc gia lẫn U23 Việt Nam đã càn quét các đội bóng khác tại Đông Nam Á. Nếu như Trung Quốc gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á thì chúng ta chỉ xứng đáng đứng hạng 3 sau Việt Nam và Thái Lan. Ở vòng loại World Cup đang diễn ra, đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng đang có không ít cơ hội lọt vào vòng loại thứ 3 khu vực châu Á và dành cho 12 đội tuyển xuất sắc nhất châu lục. Trong đó, đội tuyển quốc gia Việt Nam, vị vua ở Đông Nam Á đang mạnh hơn đáng kể so với Trung Quốc. Vì Việt Nam rất mạnh so với chúng ta, tại sao đội tuyển quốc gia Trung Quốc lại không học hỏi từ chính Việt Nam? Chúng ta có những lợi thế của mình so với Việt Nam, như là lợi thế về mặt tài chính, thị trường, lượng người hâm mộ. Có lẽ việc học hỏi Nhật Bản sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy xấu hổ, nhưng nếu như chúng ta học hỏi từ Việt Nam, sẽ chẳng có một trở ngại gì cả. Mới đây thì cựu ngôi sao của bóng đá là Phan Gigi cũng đã ca ngợi bóng đá Việt Nam. Ông đã chỉ ra lý do giúp cho bóng đá Việt Nam gặt hái được thành công. Giờ đây những gì mà Phan Gigi đã nói không chỉ là sự thật mà rõ ràng đó còn là mục tiêu mà bóng đá Trung Quốc cần phải học tập. Trước đó thì truyền thông Trung Quốc đã đăng tải những phát biểu của cựu ngôi sao bóng đá Phan Gigi khi đánh giá về bóng đá Việt Nam. Nhân vật này cho rằng với tình trạng tụt hậu như thời gian gần đây, bóng đá Trung Quốc sẽ thua kém Việt Nam và thậm chí là cả Myanmar. Ông Phan Gigi cũng lấy trung tâm PVF của Việt Nam làm dẫn chứng và cho rằng đây là mô hình đào tạo cực kỳ chuyên nghiệp mà bóng đá Trung Quốc cần phải học hỏi nếu như muốn cải thiện chất lượng của đội tuyển quốc gia trong tương lai.